Vâng, dòng sông Lam xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2022. Một ngày rất bận rộn tại công trường. Tổ bê tông vẫn đang làm việc rất hăng hái. Một dây chuyền đổ bê tông thủ công có máy trộn 500 lít hỗ trợ. Trong một dây chuyền sản xuất bê tông trộn tay thông thường phải có hai người cung cấp cốt liệu đá, một người cung cấp cát và một người điều khiển máy trộn, một người điều khiển tời và hai người cung cấp đá, sẽ là hai người cung cấp xi măng, và ở trên là một người vận chuyển bê tông đến đổ tại vị trí, và một nhóm thợ ở trên bao gồm những thợ phụ dùng để san bê tông và những thợ chính đầm bê tông và hoàn thiện mặt bằng. Đây là một kíp, một nhóm tổ thợ, một ekip. Đổ bê tông bằng máy trộn thủ công rất vất vả. Tầng càng cao thì mức độ vất vả càng lớn và thời gian đổ bê tông sẽ bị kéo dài và lượng người phục vụ cũng sẽ có sự thay đổi, năng suất sẽ thay đổi. Ngày hôm qua 16 tháng 5, thằng em họ của dòng sông Lam đã gọi xe bê tông trộn sẵn vào, bê tông thương phẩm vào, nhưng do đường vào bị lầy lội, vì vậy xe bơm và xe chở bê tông đã không vào tới chân công trình và phải rút ra ngay sau đó, nếu không muốn phải xả toàn bộ bê tông trong bom ra. Thằng em đang đứng dựa vào cột là thằng em rể đấy, thằng mặc cột cộc ấy là thằng em rể, đang là chiến sĩ Trường Sơn. Đứa em này là lấy đứa em gái con chú của dòng sông Lam. Hai anh em sống cạnh nhau, vách liền vách, nhà liền nhà, đã hơn 10 năm nay. Đợt này hai anh em cùng tổ chức thi công nhà cho mình trên một mặt bằng . Việc thi công đồng thời của hai anh em có rất nhiều thuận lợi. Đó là về mặt bằng thi công, về điều kiện thi công và thuận lợi nhiều mặt. Chỉ duy nhất về mặt bằng thi công, mặt bằng tập kết vật liệu ở bên dưới tương đối chật hẹp, bởi cùng một con ngõ, một cái sân phải tập kết
rất nhiều vật liệu của hai gia đình. Đứng ở bên này sẽ nhìn sang thật đẹp, thật mát mẻ. Dòng sông Lam xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn, những người yêu thích nghề xây dựng, cùng xem video để biết rằng công tác đổ bê tông gồm những khâu như thế nào, gồm những công việc gì, gồm những thiết bị máy móc ra sao, và mức độ khẩn trương, mức độ phối hợp dây chuyền như thế nào. Trong khâu đổ bê tông, nó là một dây chuyền sản xuất bê tông, hỗn hợp bê tông. Vì vậy mỗi người đều có một vị trí của mình, và mỗi người đều phải làm hết sức mình để đảm bảo dây chuyền không bị ngưng trệ. Nếu chỉ cần một khâu, đặc biệt là khâu vận chuyển, như anh chàng đang đẩy xe rùa kia, là một khâu rất quan trọng. Nếu anh chàng này chỉ cần giải lao trong vòng 5 phút thì cả dây chuyền, cả từng ấy con người phải ngưng trệ 5 phút, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đổ bê tông, ảnh hưởng cả dây chuyền. Việc cân đong đo đếm của máy trộn tay cũng phải kiểm soát thật chặt chẽ. Có như vậy thì sản phẩm hỗn hợp bê tông mới đảm bảo độ đồng đều về liều lượng, cũng như đồng đều về vữa xi măng. Khi chất lượng hỗn hợp vữa xi măng đồng đều sẽ cho sản phẩm công trình bê tông rất tốt. Còn nếu chất lượng hỗn hợp bê tông không đảm bảo đồng đều về các thành phần theo tỷ lệ quy định của từng mác bê tông thì chất lượng công trình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, quý vị và các bạn, nếu có làm nhà, hãy kiểm soát khâu đổ bê tông thật kỹ càng, kể cả lượng nước cho vào hỗn hợp cũng phải ở mức độ vừa phải và đồng đều. Nhão quá thì đổ bê tông dễ, nhưng bê tông sẽ bị co ngót và tạo nên các khe nứt. Còn nếu bê tông khô quá, hay còn gọi là độ sụt bé, thì quá trình đổ bê tông gặp khó khăn và chất lượng đầm bê tông cũng không đạt. Vì vậy mà các tiêu chuẩn quy định mỗi hạng mục công trình, mỗi kết cấu công trình đều có độ sụt của nó. Độ sụt phải nằm trong phạm vi cho phép, như bê tông đổ mái, đổ dầm. Thông thường độ sụt của bê tông từ 6 đến 8 cm được đo bằng hình phễu. Ngoài trừ những hạng mục cũng cần phải đổ bằng bê tông có độ nhão hay độ sụt lớn, đó là những cái bê tông cọc khoan nhồi hoặc những chi tiết bé, bắt buộc phải trộn với độ sụt lớn hơn. Vâng, dòng sông Lam sẽ giới thiệu quang cảnh làm việc tấp nập
của ekip đổ bê tông vào buổi sáng hôm nay nhé. Xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe, gia đình hạnh phúc và an khang. Thank you.
thời gian nghỉ. Liên tục. Cái nhà vệ sinh ở dưới à? Dạ, đây chỗ hạ cốt đây là nhà vệ sinh. Toàn đá, tuần tay nó dở đấy bố.
Một mình bác này bác chấp hết cả tổ. Quần quật, không khí làm việc quần quật, không thể ngừng một khâu được, rất nhiều khâu và không có khâu nào là nhàn hà cả, theo kiểu dây chuyền, mỗi người một việc, mỗi người một vị trí, rất nhộn nhịp nhưng trông rất vất vả.
Không có động tác nào là động tác thừa cả. Tổ này gọi là tổ bê tông chuyên nghiệp. Bạn này bạn đang tranh thủ giải lao. Tranh thủ giải lao. Mm-hmm.